nhiệt độ ở trong kim tự tháp rất dị thường. Mặc dù bên ngoài nhiệt độ rất nóng, nhưng bên trong các kim tự tháp có nhiệt độ rất ổn định luôn ở khoảng 20 độ C. Các nhà khoa học mang những đồng tiền hoen gì vào trong kim tự tháp và sau hơn một tháng thì những đồng tiền đó trở nên sáng bóng và mới tinh. Họ tiếp tục mang một cốc sữa tươi vào bên trong kim tự tháp và sau một tháng thì mùi vị và màu sắc của ly sữa vẫn không hề thay đổi. Hay hoa quả mang vào đó để nửa tháng vẫn còn tươi. Đó vẫn là một bí ẩn chưa nhà khoa học nào giải thích được.